Hầu hết những bạn da ngăm người ta mới tắm trắng bôi kem đúng không? Nhưng mà cái kem này bôi lên này, đây là cái nền da bôi kem. Thì mọi người nhìn không? So hai chân với nhau, thẳng chân ra xem. Nhìn giống như là kiểu cương thi ấy, không có ý xúc phạm đâu nhưng mà nhìn nó giống xác chết lắm mọi người. Mình biết rằng là mọi người đã chờ video này từ rất là lâu rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì mình mới đủ thời gian trải nghiệm về những cái sản phẩm này. Trước mặt mình hiện nay đang có 4 sản phẩm đến từ hãng mỹ phẩm Đông Anh. Và mọi người lưu ý nhé, là mình đặt hàng ở ngay chính cái fanpage của chị chủ nhãn hàng này. Fanpage đấy thì có khoảng tầm là 190.000 người like rồi nha mọi người. Cho nên mình chắc chắn rằng những cái sản phẩm mà mình đang có trước mặt đều là hàng chính hãng, bởi vì mình thấy rằng là cái chị chủ nhãn hàng này có lên nhiều cái video nhấn mạnh rằng là những cái sản phẩm này thì vì nó quá hot cho nên nó có hàng giả. Nhưng mọi người yên tâm nhé, là mình đã mua hàng thật về để review. Và ngay trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review về 4 sản phẩm đến từ nhà Đông Anh. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với sản phẩm tắm trắng nhá. Trên tay mình hiện nay đang là sản phẩm tắm trắng Collagen X3 Whitening Bath Mix Saffron. Và ở trong cái hộp này thì nó sẽ có 3 cái gói sản phẩm tắm trắng. Để test thử những cái sản phẩm tắm trắng cũng như là kem bôi body trong video ngày hôm nay thì mình đã mời một bạn mẫu, và bạn đấy thì có cái nước da khá là ngăm nha mọi người, cho nên sẽ thấy hiệu quả rất rõ ràng sau mỗi lần sử dụng. Cái sản phẩm này thì có giá thành là 139.000 và trong này sẽ có 3 gói tắm trắng, có thể tắm được 3 lần. Thì được quảng cáo là có công dụng này làm sạch da, làm trắng da toàn thân, mờ thâm, mờ đồi mồi, mịn da, dưỡng da, giữ ẩm da, giúp săn chắc da, giúp ngăn ngừa lão hóa, chống nhăn da. Đấy, rất nhiều công dụng đúng không mọi người? Mọi người biết không? Cái bảng thành phần của sản phẩm này nó có lên đến 3 bảng thành phần. Giống như kiểu là cái nhãn hàng này muốn dằn mặt những người review giống như mình à, thích review bảng thành phần đúng không? Cho hẳn 3 cái bảng thành phần để review luôn. Nhưng mà khi đọc 3 cái bảng thành phần này thì mình nghĩ rằng là cái bảng thành phần đúng nhất chính là cái bảng thành phần đầu tiên. Đứng đầu tiên trong bảng thành phần là nước này, thứ hai là một cái chất làm đặc này, và tiếp theo đó sẽ là sodium lauryl sulfate. Thì đây là một cái chất hoạt động bề mặt, một cái chất tạo bọt có cái tính năng tẩy rửa cao ở trên da. Và mọi người lưu ý này, trong bảng thành phần của sản phẩm này sẽ có sodium hydroxide 1%. Sodium hydroxide hay còn có tên gọi là sút ăn da, kiềm ăn da, thì đây là một cái hoạt chất có tính kiềm cao và có tính ăn mòn cao nha mọi người. Trong các cái sản phẩm mỹ phẩm ấy chỉ nên chứa một lượng rất là nhỏ sodium hydroxide đứng ở cuối bảng thành phần, với cái công dụng là cân bằng độ pH. Mình sẽ trích dẫn ở trong một cái bài viết ở trang 24h.com .vn nha mọi người, để mọi người hiểu thêm về cái hoạt chất này nhé. Sodium hydroxide là hợp chất thường có trong các cái sản phẩm làm trắng da, và cái hợp chất này nguy hiểm bởi vì chúng làm trắng da nhưng đồng thời có thể gây viêm loét da. Khi bôi lên da với nồng độ khoảng tầm 4% thì chúng có thể gây ra sự phá hủy da một cách khủng khiếp. Ngay cả khi nồng độ dưới 1% thì chúng cũng đã tàn phá da, khiến da bị rộp phỏng. Tiếp theo đó, trong bảng thành phần của sản phẩm này sẽ bổ sung những cái hoạt chất làm ẩm ở trên da, và bên cạnh đó là hương liệu thì cũng đứng ở vị trí khá là cao. Những cái thành phần mà có lợi cho da ở trong cái bảng thành phần của sản phẩm này thì nó sẽ đứng sau hương liệu này, nó còn đứng sau cả cái thành phần bảo quản là phenoxyethanol luôn nha mọi người. Ví dụ như là vitamin E này, dầu ô liu này, chiết xuất từ rau má này, lô hội này, và chiết xuất từ nghệ tây. Đây là chiết xuất từ nghệ tây chứ không phải là chiết xuất từ saffron nha mọi người. Saffron là cái nhụy của nghệ tây. Về cái mùi hương của sản phẩm này thì mình phải nói thật với mọi người ấy, mọi người có tưởng tượng ra cái mùi của cái thuốc làm tóc không? Thuốc duỗi tóc này, thuốc nhuộm tóc thì nó đều có một cái mùi hóa chất cực kỳ nồng như vậy, và nó chính xác là cái mùi của cái sản phẩm tắm trắng này. Và lý do vì sao? Bởi vì cái thành phần sodium hydroxide ấy, thì thường thường nó sẽ được ứng dụng vào các cái sản phẩm chăm sóc tóc nha mọi người. Và ngay bây giờ sẽ là 3 lần trải nghiệm mà mình đã cho cái chị mẫu thử dùng cái sản phẩm tắm trắng Collagen X3 này, để mọi người có thể hiểu thêm về cái cảm giác khi sử dụng ở trên da thực tế nó sẽ như thế nào nhé. Chân trái và tay trái nhé. Rồi xong. Đấy, thì bây giờ sẽ đợi từ 15 đến 20 phút, mỗi tuần sử dụng 2 lần, và sẽ cập nhật lại cho mọi người nhé. Đây là sau 15 phút rồi nha mọi người. Thì bây giờ cảm giác của chị như thế nào thì chị nói đi. Mình ngứa. Ngứa, cảm giác ngứa chứ không phải là châm chích, mà là nó là ngứa luôn đúng không? Ừ. Đây là sau khi mà tắm trắng xong nhá, thì mọi người sẽ thấy là cái bên này nó sẽ ngập nước ấy, thì nhìn nó sẽ trắng hơn một chút xíu thôi. Thì còn chân bây giờ đứng so hai chân với nhau này. Chân này. Đấy, thì chân thì không có gì khác biệt hết, nhưng mà tay thì cái bên ngậm nước này nó sẽ trắng hơn một chút xíu. Hôm nay là ngày thứ 2 test thử tắm trắng Collagen X3 của Đông Anh nha mọi người.
Bây giờ chị nói cảm nhận của chị đi, bây giờ chị đang cảm nhận như thế nào, chị cứ nói thật đi. Sau 5 phút rất là ngứa, ngứa hơn lần đầu tiên. Đây là sau 15 phút thì cái tấm trắng nó đã sủi lên như thế này rồi. Đây mọi người thấy đây, sủi hết cả lên nhá. Này, da nó sần hết cả lên mà. Theo cái diễn tả của chị này là không khác gì lúc mà mình sử dụng ủ trắng chanh. Đây là sau 15 phút ngồi trong nhà tắm nha mọi người. Thì đây, mọi người thấy này, da đỏ lên này. Đó, da đang đỏ lên nhưng mà mùi nồng lắm, phải đeo khẩu trang nhé. Sau cái đoạn video vừa rồi thì chắc chắn là mọi người cũng đã biết được rằng là cái cảm giác của chị này khi sử dụng cái sản phẩm tắm trắng này ở trên da là nó rất châm chích và nó rất là ngứa da. Sau khoảng tầm 15 phút thì không thể nào mà chịu được nữa mà phải đi xả nước ngay lập tức. Và sau khi xả nước xong thì mọi người sẽ thấy rằng là da nó sẽ hơi sần lên và bên cạnh đó nó sẽ đỏ theo vùng nha mọi người. Sau khoảng tầm 15 phút là da nó sẽ hồi lại. Và sau cả 3 lần tắm trắng thì không hề có cái thay đổi gì ở trên da ngoài cái cảm giác châm chích. Cho nên đấy là mình đã review chi tiết về cái bảng thành phần cũng như cái cảm giác khi sử dụng ở trên da. Còn quyền lựa chọn sử dụng cái sản phẩm này hay không là ở mọi người nhé. Tiếp theo đó sẽ là cái sản phẩm kem body. Thì mở ra ở bên trong mọi người sẽ thấy rằng có một cái hũ kem. Đây, cái hũ kem như thế này, màu vàng, ánh vàng nha mọi người. Và bên trong nữa thì nó sẽ có một cái phiếu bảo hành. Thì mình nghĩ rằng cái này nó giống như cái cà phê zip ấy. Khi mà mở cái hộp kem này ra ấy, thì mọi người sẽ thấy rằng là cái hộp kem nhựa ở phía bên trong ấy nó không khác gì cái hũ kem Acomestic. Chỉ có là cái hũ kem Acomestic thì nó màu trắng, còn cái hũ này thì nó được phủ ánh vàng nha mọi người. Và mình khẳng định cái sản phẩm kem body mà mình đang có ở trên tay 100% là hàng chính hãng, bằng cái cách check của cái chị chủ này. Đó chính là gạo cái phần bạc ở trên cái mã QR này ra và mình check. Thì mình sẽ để hình ảnh check hàng chính hãng ở đây cho mọi người được biết. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem với giá 199.000 một cái hũ kem body như thế này thì nó sẽ có cái gì ở phía bên trong. Khi mà mở cái hũ kem ra ấy, thì mình nói thật với mọi người luôn nhá. Cái chất kem này ấy, nó giống hệt cái chất kem của nhà Acomestic. Nó chỉ khác là trong cái sản phẩm này nó sẽ có những cái hạt hồng thôi mọi người ơi. Mùi hương thì là một cái mùi nước hoa. Đấy, đau đầu. Khi mà mua cái hũ kem này về là mình không biết được rằng là những cái sản phẩm gia công hiện nay trên thị trường tại sao cứ phải lựa chọn cái hũ kem kiểu như thế này. Và cái chất kem kiểu như thế này nó tương đồng với nhau rất là nhiều và mình đã mong chờ nhiều hơn. Thì khi mà thoa cái kem này lên trên da ấy thì mọi người sẽ thấy rằng cái cảm giác của nó sẽ là tan ra khá là nhanh ở trên da. Và bên cạnh đó nó sẽ để lại một cái lớp nâng tông nhẹ. Bạn nào mà da ngăm bôi kem này lên thì mình nói thật với mọi người là thảm họa. Lý do vì sao? Cái kem này nó khô trên da rất là nhanh. Và bên cạnh đó khi mà đã khô trên da rồi nó sẽ tạo vệt trắng và nó sẽ bám vào những cái kẽ ở cái nếp gấp ở tay như thế này này, trông nó rất là giả. Và bên cạnh đó nhá, có một cái đặc điểm của cái kem này nữa, chỉ cần ra mồ hôi thôi nhá, nếu như bôi lên cổ mà ra mồ hôi ấy thì cái kem này nó sẽ đúng nghĩa là nó rữa da. Mọi người có hiểu nó rữa da không? Tức là nó tan ra cùng với mồ hôi mà nó chảy vệt trắng ở trên người. Nó sẽ có cái tình trạng là loang lổ ở trên da và thực sự là trông nó rất là ghê. Và ngay bây giờ ấy, thì mình sẽ cho mọi người xem chi tiết là đối với những bạn nào da ngăm khi sử dụng cái sản phẩm kem body này bôi lên trên da thì nó sẽ lộ như thế nào nhá. Bây giờ đến phần bôi kem body nha mọi người. Thì bây giờ vẫn như tiếp tục như vậy. Bôi vẫn đang bôi đều các đêm lên bàn tay. Kem này nó khô kinh khủng khiếp luôn. Nói chung là cái mùi của nó không khác gì kem Acomestic ấy. Mà nồng nàn kinh khủng khiếp. Nếu cái này mà bôi lên nền da ngâm mà lộ lắm. Nhìn nó bốp nhìn trắng giả giả ấy. Có ai mà dùng cái kem body như này hả chơi? Mà cái kem này nó cũng khô nhanh mà nó cái độ phủ trên da thì nó không thật, nhìn nó giả lắm. Đây, mọi người nhìn này. Đây, khi mà bôi kem thì nó lộ như thế này. Đây, mình xoa ra cho mọi người xem nhé. Nó lộ lắm luôn ý. Thì bây giờ mình hỏi thật mọi người nhé, những bạn mà chuyên tắm trắng bôi kem là hầu hết những bạn da ngăm người ta mới tắm trắng bôi kem đúng không? Nhưng mà cái kem này bôi lên này, đây là cái nền da thật của mình nhá. Này, đây là cái nền da bôi kem. Thì mọi người nhìn không? So hai chân với nhau, thẳng chân ra xem. Nhìn giống như là kiểu cương thi ấy, kiểu nói hơi thô, mình không có ý xúc phạm đâu, nhưng mà nhìn nó giống xác chết lắm mọi người ơi. Nào này, để tán cho nó đều này. Này, tán ra nó còn không đều ấy chứ. Đây này, đây là sau khi tắm trắng da còn ẩm á, bôi lên mà nó còn như thế này này. Đây mọi người thấy không? Đây những bạn mà da ngăm là bôi lên nó sẽ bị như thế này này.
da trắng như mình còn đỡ hay da ngăm này, bôi lên nhìn nó lộ lắm, cái kem nó lộ này. Đây. Đây nhá, da còn ẩm, táp lên mà nó còn bị như thế này. Thì mình nói thật luôn, cái này không phù hợp với bạn nào da ngăm đâu. Đấy nhá. Không có ý dìm sản phẩm đâu nhá. Này. Ôi nói thật là quả này là thua luôn ấy. Thôi cứ cố gắng bôi thêm đi. Bôi thêm để xem nó có hiệu quả trên da không. Nhìn hai cái đầu gối chán không chịu được luôn. Kem nó giữa rồi thành Việt này. Từ từ. Sao cái chất kem nó tệ mức như này này. Ít nhất nó cũng phải bám được vào da chứ. Tức là chỉ cần ra mồ hôi một cái là nó sẽ tan hết cái da này này. Nước nhá, chưa miết nhá, bây giờ miết này. Thua luôn. Ok, khi mà xem xong cái đoạn video vừa rồi thì mọi người cũng đã thấy là cái kem này khi bôi lên trên da trông nó rất là giả và nó không thể nào nó tiệp vào da được luôn nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ phân tích nhanh về cái bảng thành phần của sản phẩm này cho mọi người được biết nhé. Ba cái thành phần chính đầu tiên trong cái bảng thành phần của sản phẩm này thì sẽ là lanolin, hay còn gọi là một cái chất béo có nguồn gốc từ mỡ cừu nhé. Tiếp theo đó là sáp ong này và dầu khoáng, là combo ba cái thành phần không phù hợp đối với những bạn nào mà có tình trạng bít tắc lỗ chân lông và da nhạy cảm nha mọi người. Lý do vì sao này, những cái thành phần như là lanolin là cái chất xuất từ mỡ cừu này, sáp ong và dầu khoáng này, khi bôi lên trên da nó sẽ gây bí da nha mọi người. Và trong hầu hết những cái sản phẩm mà kem da công hiện nay trên thị trường ấy thì nó đều có một cái bảng thành phần tương tự như nhau như thế này, niacinamide. Tiếp theo sẽ có cái thành phần là titanium dioxide 5%. Đây là một cái dạng bột trắng và khi bôi lên trên da thì nó sẽ có công dụng làm nâng tông da. Cái thành phần này thường sẽ có trong những cái sản phẩm kem chống nắng vật lý nha mọi người. Nhưng mọi người lưu ý này, với cái bảng thành phần như thế này chỉ có một cái hoạt chất là titanium dioxide ấy, thì về cái độ SPF 45 ở trong cái sản phẩm này 3 dấu cộng thì mình cũng không hiểu là cái căn cứ để quảng cáo rằng cái sản phẩm này có chỉ số chống nắng 45 như thế này là nó ở đâu ra. Hầu hết những thành phần có lợi cho làn da như là abutin này, chiết xuất từ lô hội này, ngọc trai này và chiết xuất từ rau má và nghệ tây thì nó đều đứng ở cuối bảng thành phần, còn sau cả hương liệu nữa, cho nên là mình không đánh giá quá cao. Về cơ bản mình thấy cái bảng thành phần của sản phẩm này không có gì quá đặc biệt nha mọi người, và mình đã cho cái chị đấy test thử cái sản phẩm này trong vòng gần 1 tháng. Trong 1 tháng đấy liên tục tắm trắng cũng như bôi kem body này thì da của chị ấy không hề có gì thay đổi. Nếu là quan điểm cá nhân mình, 199.000 thì mình nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn cái sản phẩm kem body này đối với hai cái sản phẩm là tắm trắng cũng như là cái sản phẩm kem body này. Nếu như mọi người hỏi mình có mua lại không thì 100% là không. Tiếp theo đó sẽ là hai cái sản phẩm mà dành cho mặt, thì bây giờ sẽ tới công chuyện là review cái sản phẩm serum collagen X3 đến từ hãng Đông Anh đấy nhá. Ở trên bao bì của sản phẩm này ấy, thì nhấn mạnh rằng cái sản phẩm này sẽ có công dụng là vua trị nám này, mụn này, thâm này. Bên cạnh đó là có một vài những cái dòng chữ tiếng Hàn để trông có vẻ xính ngoại. Nhưng mà nhìn cái bao bì của sản phẩm này mình nói thật với mọi người là phèn. Sản phẩm này có giá là 120.000 cho dung tích là 20ml. Thì theo cái giá thành như thế này mình cảm thấy cũng khá là hợp lý nha mọi người. Nhưng có một điều mà mình cực kỳ thắc mắc, đó chính là về cái dòng chữ vua trị nám mụn thâm ở trên cái sản phẩm này tại sao lại được in ở trên một cái sản phẩm mỹ phẩm. Bởi vì theo như mình tìm hiểu ấy, Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN có quy định về quản lý mỹ phẩm. Khi quảng cáo về cái sản phẩm mỹ phẩm ấy thì một số tính năng sẽ không được chấp nhận đối với mỹ phẩm. Đó chính là sử dụng những cái từ ngữ như là trị mụn này, trị nám này, các cái từ mang ý nghĩa chữa khỏi như là trị hay điều trị hoặc là chữa trị thì không được chấp nhận trong quảng cáo mỹ phẩm. Thành phần chính của sản phẩm này là nước trưng cất từ một cái loại hoa thuộc chi hoa hồng, và về cái thành phần này thì nó sẽ có công dụng là làm cân bằng da này, có một chút xíu kháng viêm và đóng vai trò như một chất làm đặc ở trong các cái sản phẩm mỹ phẩm. Tiếp theo đó sẽ là chiết xuất từ lô hội với cái công dụng đó chính là làm dịu và phục hồi da. Tiếp theo sẽ có chiết xuất từ cây phỉ, công dụng là làm se cái bề mặt da, làm dịu da và có một chút xíu là kháng khuẩn và kháng viêm ở trên da. Đó là ba cái thành phần chính nha mọi người. Còn lại thì sẽ là những cái chất phụ da, chất bảo quản. Và thực tế cái bảng thành phần của sản phẩm này theo như quan điểm cá nhân mình ý, là nó không có gì đặc biệt cả mọi người ơi. Chỉ có bao gồm ba cái chất chiết xuất từ thiên nhiên có công dụng xương xương nhưng mà lại được quảng cáo với công dụng là vua trị nám, mụn và thâm. Về kết cấu của sản phẩm này thì sẽ có cái kết cấu hơi nhớt một chút xíu và màu vàng nhạt nha mọi người. Khi thoa lên da thì mọi người sẽ cảm giác như kiểu là nó hơi đặc, nhưng mà khi tán ra
thì sẽ thấy rằng cái serum này nó sẽ tan ở trên da khá là nhanh, và cái độ thấm của nó cũng khá là ổn. Khi mà đã thấm vào da rồi thì nó sẽ để lại một cái lớp hơi dính nhẹ ở trên da. Mùi hương ấy thì nó sẽ có một cái mùi hương hoa hồng. Serum này có tên gọi là Serum Collagen X3, nhưng mà trong cái bảng thành phần theo như mình thấy thì nó không có collagen luôn, chứ đừng nói đến là collagen X3 nha mọi người. Đấy, cho nên là khi mà nhìn vào cái bảng thành phần của sản phẩm này là mình đã cảm thấy rất là bất ngờ, sao cái hãng này người ta tự tin đến mức như vậy với cái bảng thành phần chỉ có 3 cái dạng chiết xuất từ thiên nhiên như thế này mà có thể quảng cáo là vua trị nám mụn. Thì mình cũng không hiểu được rằng là tại sao lại quảng cáo như thế này, bởi vì nó quá là thần thánh so với cái bảng thành phần, và cái cảm giác khi sử dụng ở trên da nó cũng như vậy. Cái nắp kim loại của cái sản phẩm này ấy, khi mà chúng ta mua về thì mọi người sẽ thấy rằng cái nắp này giống như kiểu là một cái sản phẩm hàng gia công mà làm không kỹ luôn ấy. Ở cái phần mép ở bên dưới của cái nắp này nó lởm khởm luôn mọi người. Và mình đã thử sử dụng cái sản phẩm này rồi thì về cái cảm nhận chung của mình ấy, đây là một cái sản phẩm có khả năng cấp ẩm, cấp nước nhẹ nhàng ở trên da, khi bôi lên trên da thì không quá bí bách và nặng da. Nhưng về tất cả cái công dụng như là trị nám này, trị mụn này, trị thâm này thì gần như theo quan điểm của mình ấy là nó không rõ ràng ở trên da. Chứ theo quan điểm cá nhân mình là chắc chắn là mình sẽ không mua lại rồi đấy, còn có sử dụng hay không thì đấy là tùy quan điểm của mọi người nhá. Tiếp theo đó sẽ là cái lọ kem phây. Thì mình nói thật với mọi người luôn là mình đã hy vọng rất là nhiều, bởi vì mọi người bảo mình là hãy review đi về cái sản phẩm của nhà Đông Anh thì mình nghĩ rằng nó phải thật đặc biệt mọi người ơi. Nhưng mà không, khi mà mua về nó vẫn là một cái sản phẩm kem nén. Trong cái thời đại bây giờ mà vẫn còn sử dụng những cái dạng kem nén như thế này thì mình cảm giác nó rất là khó hiểu. Và bên cạnh đó có một cái điều mình cảm thấy rất là lạ nữa, đó chính là về cái tem chống hàng giả của cái sản phẩm này nó dán lên cái bảng thành phần. Và mình đã phải mất rất nhiều thời gian ngồi cạy cái tem này ra, bởi vì cái tem này dạng tem vỡ ấy mọi người, chứ nó cũng phải xé một phát là ra ấy. Cho nên là mình đã mất rất nhiều thời gian để mà xem cái bảng thành phần này là như thế nào. Về cái hũ kem ở phía bên trong thì đây, mọi người có thể thấy này, nó giống như những cái sản phẩm hũ kem ngày xưa. Trời ơi, năm nay là năm 2021 rồi nha mọi người, không mình không biết được rằng là cái thời mà mình sử dụng kem nén, cái thời mà mẹ mình sử dụng kem nén nó đã qua từ rất là lâu rồi. Nhưng mà hiện nay những cái sản phẩm kem nén như thế này nó vẫn đang rất là hot ở trên thị trường nha mọi người. Nói chung mình cảm thấy khó hiểu luôn đấy mọi người. Sản phẩm này thì có giá là 190.000 với cái trọng lượng là 20g. Sản phẩm này thì được quảng cáo với công dụng là làm trắng da này, mờ nám, mờ tàn nhang, giữ ẩm da, dưỡng da, giúp mịn da. Và về cái chất kem của sản phẩm này ấy, đây là một cái chất kem nén nhá. Và khi thoa lên da thì nó sẽ có nâng tông nhẹ. Và bên cạnh đó nó rất là đặc, nó đặc và nó bí, nó bết. Thì mình nói thật với mọi người luôn là lý do vì sao mình rất ghét review những cái dạng kem nén như này là bởi vì cá nhân mình nhá, mình không biết đối với mọi người như thế nào, nhưng mà đối với cá nhân mình là mình không hợp cái chất kem nén này. Ngày xưa vì cái chất kem nén này là mình đã bị nổi mụn rất là nhiều và mất rất nhiều thời gian để cải thiện da rồi nha mọi người. Mình biết cái chất kem như thế này rồi nhưng mà mình vẫn liều nhá, mình test thử lên một nửa gương mặt bên phải trong liên tục 4 ngày thì mọi người có biết không? Sau 4 ngày là nửa cái mặt bên này của mình nó bị nổi mụn. Và đây dẫn chứng rõ ràng ở đây, mọi người có thể thấy này, nửa bên trái của mình là trơn luôn mọi người ơi, không có bất cứ một con mụn nào. Nhưng riêng mặt bên phải là nó nổi mụn liền. Đấy, đấy mình nói rồi là mình không hợp với cái chất kem nén này. Và cái chất kem nén này nó cũng sẽ không phù hợp đối với những bạn nào da mụn, bởi vì khi bôi lên da nó rất là bí, bết và nặng da. Lý do vì sao? Với cái bảng thành phần của sản phẩm này, ba cái thành phần đầu tiên nó cũng là lanolin, mỡ cừu này, sáp ong này và dầu khoáng. Tiếp theo đó trong cái bảng thành phần của sản phẩm này cũng là titanium dioxide. Và cái titanium dioxide này thì nó sẽ có công dụng là nâng tông da. Đấy, cho nên là trong cả cái kem body cho đến cái kem face đều có cái thành phần này nha mọi người. Và đây là những cái thành phần mà có giá thành rất là rẻ trong chế biến mỹ phẩm nha mọi người. Tiếp theo đó trong bảng thành phần của sản phẩm này sẽ có abotin này, kojic dipamitat. Đây là hai cái thành phần có khả năng làm sáng da, có vitamin E và hương liệu nha mọi người. Còn những cái thành phần về sau như là bột ngọc trai này cho đến là collagen này và chiết xuất từ rau má thì nó đều ở sau hương liệu cả, cho nên là mình không đánh giá quá cao. Mình đang nói là ở cái quan điểm cá nhân mình, bởi vì mình không hợp những cái loại kem nén như thế này, cứ bôi lên là mình nổi mụn nha mọi người. Mặc dù mình có sử dụng những cái loại kem mà có cái chất nó đặc hơn như là Avensisafat ấy, mình cũng không
hề có cái hiện tượng bị nổi mụn. Nhưng cứ bôi những cái loại kem nén như thế này là mọi người đã biết là cái da mặt của mình nó sẽ nổi mụn luôn. Cho nên mình nhấn mạnh đối với những bạn nào mà có nền da bít tắc này dễ nổi mụn và những bạn nào da dầu thì không nên sử dụng những cái loại kem nén như thế này đâu. Nhưng mà đối với những bạn nào mà các bạn hợp với cái chất kem nén này thì mọi người có thể thử sử dụng xem sao nhé. Chứ còn về quan điểm cá nhân mình là không đấy. Đây là mình đã review xong 4 sản phẩm đến từ nhãn hàng Đông Anh nha mọi người. Và ở cuối video ngày hôm nay mình mong rằng tất cả những đánh giá trong video ngày hôm nay của mình ý sẽ giúp cho mọi người có cái nhìn chân thật hơn về sản phẩm này và một lần nữa tham khảo trước khi sử dụng những cái sản phẩm này nha mọi người. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe. Đừng quên nhấn vào nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Và như mọi người muốn mình làm về chủ đề gì đừng quên là bình luận ở ngay bên dưới cho mình được biết nhé. Bye.